Bí ẩn về những người có nguồn gốc từ cõi Tứ Đại Thiên Vương. Theo triết lý đạo Phật, Tứ Đại Thiên Vương không chỉ là bốn vị thần hộ pháp trấn giữ bốn phương của cõi trời thứ nhất trong dục giới, mà còn là biểu tượng cho sự hiện diện của lòng nhân ái và sự chấp nhận trách nhiệm cao cả. Nhiệm vụ của họ không chỉ là bảo vệ Phật pháp và chúng sinh, mà còn là gửi đến mọi linh hồn thông điệp về lòng nhân ái và lòng từ bi. Chúng ta, như những vị thần này, cũng nên đối mặt với cuộc sống với tâm hồn rộng lớn, sẵn lòng chấp nhận trách nhiệm bảo vệ những giá trị tốt lành và đối đầu với những thế lực tiêu cực trong cuộc sống. Học từ Tứ Đại Thiên Vương, chúng ta được nhắc nhở rằng sức mạnh không chỉ đến từ sự kiên trì và quyết tâm, mà còn từ lòng từ bi và lòng nhân ái không biên giới. Tư duy triết lý của Phật giáo khuyến khích chúng ta nhìn nhận cuộc sống với trái tim mở rộng, tìm kiếm sự hòa mình với mọi linh hồn và dũng cảm đối mặt với những thách thức của đời sống. Trong thế giới đầy biến động, hãy là những người gìn giữ hòa bình và lòng nhân ái, như Tứ Đại Thiên Vương bảo vệ không gian thiêng liêng của cõi trời. Nếu một người có nguồn gốc từ cõi Tứ Đại Thiên Vương và hiện thân trên thế gian, điều đó sẽ phản ánh qua những biểu hiện sau. Thân hình cao lớn, mạnh mẽ và vững chắc là biểu tượng của sức mạnh và bền vững. Vẻ ngoại hình của họ truyền tải sự uy nghiêm và oai phong, làm tỏa sáng vẻ đẹp trong truyền thống tâm linh. Tâm tính của họ là ngay thẳng và chính trực, không bao giờ sợ hãi trước quyền lực hay sử dụng bạo lực. Họ sở hữu tình yêu sâu sắc đối với đất nước và lòng nhân ái đối với dân tộc, sẵn sàng hy sinh vì những nguyên tắc cao quý. Ngoài ra, họ còn được phú trọng bằng tài năng lãnh đạo và khả năng chỉ huy, có thể dẫn dắt đất nước và nhân dân trên con đường phồn thịnh và phát triển. Những đặc điểm này không chỉ là về thể chất mà còn phản ánh tầm quan trọng của phẩm chất tâm hồn và đạo đức. Chúng là bài học sâu sắc về việc phát triển sức mạnh nội tâm, giữ gìn chân thật và cam kết cho mục tiêu cao quý. Bằng cách học tập và trau dồi những phẩm chất này, người ta có thể góp phần vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước. Tuân theo lý thuyết triết lý đạo giáo, một số ví dụ về những người được cho là từ cõi Tứ Đại Thiên Vương xuống đầu thai. Lý Thường Kiệt, một nhà quân sự kiệt xuất của Việt Nam, đã lãnh đạo quân dân nhà Lý đánh tan quân xâm lược Tống. Nguyễn Trãi, một nhà thơ, nhà văn, nhà chính trị lỗi lạc của Việt Nam, là người đã có công lớn trong việc đánh bại quân Minh xâm lược. Và còn nhiều nhân vật kiệt xuất nữa. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những dấu hiệu này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là tuyệt đối. Bởi vì, trong quá trình đầu thai, nghiệp lực của mỗi người có thể chi phối, khiến cho các dấu hiệu này không được thể hiện rõ ràng. Tôi và các bạn không thể xác định được chính xác liệu mình có phải là người từ cõi Tứ Đại Thiên Vương xuống đầu thai hay không. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng sống một cuộc sống đạo đức, lương thiện, giúp đỡ người khác và góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.